Rồi, hệ thống giải nhiệt anh chị. Đó, bơm giải nhiệt. Đó, thổi ra thôi. Này cái Venturi cho anh chị nha. À, dùng cái Venturi giải nhiệt. 1, 2, 3 đầu giải nhiệt, 4 đầu giải nhiệt, 5, 6 đầu giải nhiệt. À, nhiệt độ tăng cao thì dùng này. À, tôm quá đều anh chị. Xuất sắc, tôm 10 ngày, xuất sắc. Này là tôm CP nha các anh chị nha. Tôm CP. Nuôi quy trình nước trong, không cần tảo. Khỏi tảo luôn, không cần gì tảo. Nuôi lại là đúng là đúng theo ý tưởng mình luôn rồi đó nha. Từ phút này là từ tháng mấy ta? À đúng năm rồi đó, đúng 12 tháng rồi đó. À lấy nước vô kia luôn rồi anh. 31 ngày anh thả hả? Dự kiến bao nhiêu ngày anh thả? Bây giờ kiến thì có đâu mà để mình cảm thấy trong này mình quá tải thì phải. Đúng rồi, bởi vì mình lấy một cái con số dự định được như thế nào. À. Cho nên mình đưa trước. Thì cái này nó cũng có thật sự là nó có như 10 ngày quá tốt. Con nó lột rồi. Ờ, nó lột. Ở đâu mà có cái dạy lột chỗ này được? Cũng có rồi. Ở trường nào có. Tự lột thôi. Đủ lớn là lột thôi. Ông ý em nói là sinh á, một người thủy sản này về cảm nhận được mấy cái. Ai có dạy cái này, cả Việt Nam này không ai dạy đâu. Không có ông thầy nào mà dạy được cái này chứ. Ủa cái này là dùng cho cái hồ lớn phải không anh? Cái này dùng cho hồ lớn phải không? Hồ này dùng cho hồ lớn phải không? Cái hệ thống Venturi này dùng hồ lớn phải không? Cái hệ thống này là hệ thống thủy điện đấy nè, tức là thủy điện đấy. Có cái cảnh gió tốt à. Rồi chuẩn bị là lấy nước qua đây rồi. Nào, sau khi bên kia hết tải thì bắt đầu lấy qua đây. Đây là hệ thống Venturi làm mát nữa. Quá tuyệt vời các anh chị ơi. Hay quá, hay quá. Hôm nay tôi đi tôi được rất quay rất là nhiều thứ ở đây. Hay quá. Cái bể dưới kia là xử lý cho hồ này. Một bể đủ không anh? Một bể đủ không? Đây mới là nuôi công nghệ cao các anh chị. Cao một cách tuyệt vời chứ không phải là cao theo cái kiểu nửa cao nửa thấp. À, đây là công nghệ hoàn toàn đến từ Nhật các anh chị. À, số lượng tiền đầu tư vô khu này thì các anh chị khỏi phải nói rồi, rất là lớn. À, nhìn quy mô đầu tư là các anh chị biết rồi. Đây là hệ thống xử lý nước thải cuối cùng. Đây là hệ thống cấp xả nước đó, của khu này đó, khu này đó, cũng làm vậy tương tự như bên kia. Nước xi phong ra đây, qua đây giảm tải, qua đây hệ thống vệ sinh, và nước tràn vào trong kia đó. Và giảm tải ra rồi thì đưa lên cái bể này để lấy nhớt, lấy dơ bẩn và đưa ra kia. Đấy. Và đây là hệ thống xử lý hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống nước thải. Cái này là luôn. Cái này là bioga mà. Các cái bi cống thôi. Còn nước 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 thải mình sẽ ra đây không anh? Vỏ tôm, vỏ tôm còn nước dơ nằm đâu? Nước dơ cái ống hồi nãy nó chảy ở đâu? Nó chảy vô ống này. Cái hầm này bao nhiêu khối anh? Hai bi. Hai bi đôi, bi 2 mét á. À nó có mùi mùi đó. Làm bi ra. Rồi nước này là nước dùng để chi anh? Cái nước của cái hồ nãy đó. Sau khi nó được qua cái hệ thống xử lý đi nè. À. Xong rồi lên máy để nó xử lý xong rồi nó ra cái hồ bên kia. Nói chung là... tức là cái hồ này sẽ bơm lên đây xử lý. Rồi hồ nước sạch nó sẽ ra hồ ra ngoài. À, chấp dẻo đồ nào trong hồ này. Cái này chưa chạy được hả? À chưa có điện. Nếu mà có cái này nó khi nó lấy nó sẽ nếu mà
xử lý.